Hello các bạn, thì học viên của mình có một số bạn thắc mắc là tại sao khi em kéo key nó bị lệch. Có nghĩa là ví dụ như ở đây các bạn có một cái vật như này đúng không? Các bạn chọn cái vật đấy, và cái vật đấy có những cái key như này. Bây giờ các bạn ấy muốn rời key, giữ shift, click chuột trái đúng không? Xong rồi là rời key. Rời key, được chưa? Sau đó khi các bạn ấy click ra chọn một cái nhân vật khác, sau đó khi các bạn chọn lại cái nhân vật này, thì các bạn thấy, ủa, sao hồi nãy mình rõ ràng là mình kéo key 1 về key 7 đúng không? Mà sao bây giờ nó lại lại bị lệch đây, còn cái key key số 1 như thế này. Tại sao lại còn key 1 nó bị lệch cái key đây? Đúng không? Tức là nó bị lệch. Thì các bạn phải chú ý cái vấn đề này, các bạn phải chú ý bên channel box này này. Khi mà các bạn lỡ bạn chỉ chọn một số thông số như thế này ấy, thì nó chỉ kéo cái thông số mà các bạn chọn bên này thôi. Mình lấy ví dụ bây giờ mình chọn ba channel x, y, z đi. Xong mình kéo cái key 15 này tới key số 20. Sau đó mình click ra ngoài, mình chọn lại cái vật này thì thực chất là nó chỉ kéo cái chân lây này từ 15 tới 20 thôi, không còn còn những cái thông số khác như rotate, scale này, visibility này, nó không kéo, nó vẫn đứng ở frame số 15. Đó là lý do dẫn tới hiện tượng key bị lệch, các bạn thấy không? Cho nên các bạn lưu ý là trước khi các bạn kéo key ấy, bìa mình check lại nhé. Các bạn lưu ý là trước khi các bạn kéo key, các bạn phải 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 click ra ngoài một cái, xong bắt đầu các bạn chọn lại nhân vật, không? Còn nếu các bạn không click vào, click ra ngoài ấy mà chọn nhân vật thì vô tình, không? Vô tình các bạn hồi lại các bạn mới quét một số cái gì đấy ở bên này, các bạn chỉnh thông số bên này này, mà các bạn quên, không? Quên không không click ra ngoài để trả nó về bình thường ấy, để khi các bạn chọn lại vật thì nó sẽ mặc định chọn tất cả, không? Thì khi các bạn kéo nó sẽ bị lệch key, là vì vậy. Ha, lưu ý từ nay trước khi kéo key ấy, trước khi chọn vật kéo key thì click ra ngoài màn hình một cái, sau đó mới chọn lại nhân vật. Các bạn hình dung không? Đó. Tương tự như vậy ha. Nếu như bất cứ lúc nào mà các bạn copy key phía trước này, dán vào key phía sau, mà các bạn cảm thấy là sao kỳ ta, rõ ràng mình copy mình paste rồi mà sao nó không ăn ấy, nó không có lấy được cái giá trị của cái key phía trước ấy, thì các bạn phải chú ý bên channel box này. Nhiều khi các bạn chỉ đang chọn một trục thôi, không? Sau các bạn copy thì nó chỉ copy cái trục thôi, không? Cho nên các bạn phải chú ý cái bên channel box này để xem là nó có đang chọn riêng cái trục nào không, không? Nếu như đang chọn riêng trục nào đấy ấy, thì các bạn đang muốn copy tất cả đúng không? Thì các bạn phải click ra ngoài, sau các bạn chọn lại để copy lại, ha. Nhưng mà cái chức năng này nó cũng hay. Tại vì đôi khi chúng ta cũng chỉ muốn copy một vài cái thông số thôi đúng không, của một cái trục đấy thôi, thì chúng ta sẽ chọn riêng cái trục đấy, rồi chúng ta copy, chúng ta paste đúng không, chúng ta dán rồi thì nó chỉ lấy cái trục y hoặc trục x, trục z mà chúng ta muốn thôi, hoặc là ba trục một lúc, hoặc là hai trục gì đấy, nó cũng hay ở chỗ đó ha. Tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta cũng cần copy riêng trục như vậy, đa số các trường hợp là chúng ta muốn copy tất cả đúng không, thì các bạn phải chú ý nhé. Nếu thấy đang bị chọn ấy thì click ra ngoài, sau đó chọn lại ha, chọn lại rồi copy ba vậy ha.